Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em trong hội thánh của Chúa. Chúa dựng nên con người và Chúa đặt cái tình cảm vào ở trong con người để con người có thể sống và yêu thương nhau, quan tâm đến nhau. Chúa cũng đặt cái tình cảm vào ở trong con vật để con vật nó cũng biết yêu thương nhau. Nhưng cái tình cảm ở trong con vật nó chỉ là bản năng. Bình thường nó có thể sống một cách hòa thuận bầy đàn, nhưng mà khi nó tranh giành thức ăn với nhau thì nó cắn xé. Con người thì Chúa cho có cái lương tâm để có thể nhận biết điều đúng và điều sai, biết thương yêu, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà khi một con người đã mất đi sự kiểm soát của mình, người ta gọi là thú tính nổi lên, thì con người ấy trở nên hung dữ, gian ác và thậm chí còn nguy hiểm hơn loài vật nữa. Chúng ta được Chúa tạo dựng nên và đặt trong lòng của chúng ta cái tình cảm tự nhiên giữa người đối với người. Và hơn nữa, chúng ta nhận được tình yêu thương của Chúa để chúng ta có thể yêu người khác. Cho nên cơ đốc nhân phải sống một cái đời sống đồng cảm với mọi người. Chúng ta không thể sống vô cảm, không có một cái tình cảm, không có một cái sự quan tâm gì đối với những người chung quanh mà chỉ biết sống ích kỷ cho chính mình. Chúng ta được kêu gọi để có thể sống vì người khác, vì chúng ta noi gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống vì người khác và yêu tha nhân. Như vậy, có hai hạng người vô cảm và hạng người đồng cảm. Cơ đốc nhân tất nhiên là phải sống đồng cảm, không thể sống vô cảm. Nhưng cái sự vô cảm nó ở đâu đó trong đáy trái tim của chúng ta, và đôi khi chúng ta không nhận biết rằng mình đương sống vô cảm. Buổi sáng hôm nay chúng ta soi mình ở trong lời của Chúa để chúng ta thấy rằng mình là người vô cảm hay là người đồng cảm. Và đề tài của buổi sáng hôm nay là như thế. Câu gốc ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 15, Phao-lô nói rằng: hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Phần thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây, tức là sống vô cảm. Vô cảm là gì? Vô cảm tức là không có tình cảm, không có cảm xúc, khô cứng tâm hồn, dửng dưng ích kỷ. Người ta gọi là người đó có trái tim bằng giá, không quan tâm đến người khác, không có lòng thương xót, chỉ nghĩ đến chính mình, mà đôi khi còn có thái độ đối kháng như ganh tị, ghen ghét hay là kiêu căng. Phao-lô nói rằng hãy vui với kẻ vui, nhưng mà người sống vô cảm thì không vui với kẻ vui. Ở trong Kinh Thánh có nhiều câu chuyện để chúng ta soi mình vào trong đó và thấy rằng mình có phải là vô cảm hay không. Khi Ca-in và A-bên dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm lễ vật của Ca-in. Thay vì Ca-in có một hành động đúng là vui với em của mình vì em của mình đã được Chúa nhậm lễ vật, thì ông không quan tâm đến điều đó và trở nên cay đắng và căm thù chính đứa em của mình và cầm dao để giết đứa em của mình. Khi Chúa chọn Môi-se làm lãnh đạo dân sự của Chúa, đưa dân sự của Chúa ra khỏi Ê-díp-tô để vào đất hứa, thì tất cả mọi người phải vui mừng về điều đó. Nhưng có Cô-rê, có Đa-thang, A-bi-ram đem lòng ganh tị và nghĩ rằng Chúa vẫn có thể sử dụng mình giống như sử dụng Môi-se vào tranh đấu những cái quyền hạn mà Chúa đã dành cho Môi-se, và cuối cùng phải trả giá rất là lớn. David đi chiến đấu và chiến trận, và David đã có nhiều chiến tích. Rồi một lần kia thì David rước hòm giao ước của Chúa về Jerusalem và David vui mừng nhảy múa. Nhưng mà Mi-canh là vợ của David không có cái đồng cảm với chồng trong cái việc đó. Đứng ở trên lầu nhìn xuống và thấy chồng của mình không ra chi hết. Và gặp David nói rằng: hôm nay chàng chẳng ra sao cả. David nói rằng: ta
còn hạ mình xuống nhiều hơn để ngợi khen Đức Chúa Trời. Và Mi Canh bị son sẻ là như vậy. Daniel là tôi tớ của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho đế quốc Ba Tư được hưng thịnh, và vua đã cất nhắc Daniel lên trên các quan khác. Các quan khác phải vui mừng dưới sự điều hành của Daniel là người có thần minh của Chúa, nhưng lại đâm họ lại ganh tị, ghen ghét và kiếm cớ để tâu báo điều này, tâu báo điều kia và kiếm cớ để hại Daniel. Họ vô cảm trước những điều Daniel đã làm cho đất nước, cho triều đình. Và cuối cùng họ cũng phải bị trả giá ở trong hàng sư tử. Ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu chữa lành cho người mù. Thì giới lãnh đạo Do Thái giáo, những người Pha-ri-si không vui mừng về người mù đã được Chúa giải phóng mở mắt, mà lại tố cáo Chúa rằng Chúa đã làm việc đó trong cái ngày Sa-bát là việc không nên làm. Họ vô cảm trước cái hoàn cảnh của người mù. Mary vì yêu mến Chúa đem cái chai dầu thơm để đập bể ra và xức chân Chúa. Đáng lý là Judas Iscariot phải vui mừng về điều đó, vì mình không có làm được cái điều đó, nhưng mà ganh tị và phê bình Mary vì mình không làm được cái điều mà Mary đã làm. Cái thái độ vô cảm, không có vui với kẻ vui. Chúng ta có thể không vui với anh em mình khi họ đương ở trong một cái niềm vui nào đó, mà thậm chí còn có một cái sự ganh tị nào đó về những cái niềm vui mà anh em của mình có được ở trong Chúa. Đó là thái độ vô cảm của chúng ta. Thứ hai, sống vô cảm là không khóc với kẻ khóc. Các anh của Joseph đang tâm bắt em út của mình quăng dưới hố cho chết, rồi sau đó đưa lên bán cho lấy buồn mà đi ăn để đi làm nô lệ, mà không hề quan tâm đến cuộc đời của em của mình như thế nào. Lại còn báo về cho cha, đem về cho cha một chiếc áo rách tẩm đầy máu để nói rằng Joseph đã chết. Cái lòng ganh ghét nó chiếm hết tất cả tấm lòng của các anh, sống vô cảm với Joseph. Và các anh cũng phải trả giá rất nhiều về điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Ông Gióp gặp rất là nhiều hoạn nạn, gia đình của Gióp gặp rất là nhiều hoạn nạn, thử thách, mất hết tất cả tài sản con cái, và bản thân thì bị bệnh, rẽ lỡ như vậy. Bà Gióp không ở bên nâng đỡ an ủi chồng của mình, mà dèm xỉm, mà nói xấu. Ông còn trung tín làm gì nữa, rủa xả Đức Chúa Trời chết đi cho rồi. Một cái thái độ vô cảm của người vợ khi người chồng của mình ở trong cơn đau khổ như vậy. Ở trong Nehemi đoạn 5 câu 1 đến câu 5, đó là câu chuyện của những người Do Thái hồi hương. Sau khi ở từ Babylon trở về thì hồi hương thì cũng có những cái người giàu có, họ bung tiền ra, họ có nhà cửa ruộng vườn. Còn những người nghèo thì họ không có tiền, cho nên họ phải đem ruộng gán cho người giàu để họ đi làm công cho người giàu. Rồi cái người giàu đó họ cho vay nặng lãi, đến nỗi mà người nghèo không có tiền để mà trả lãi thì gán ruộng, gán đất, rồi gán con nữa, đưa con của mình đi làm nô lệ. Và Chúa đã vạch ra cái tình trạng vô cảm của người giàu ở tại Jerusalem đối với người nghèo là anh em của mình trong một dân tộc. Khi người mù đến với Chúa, ông kêu la từ đằng xa, đáng lý đám đông phải dạt ra, các môn đồ phải dạt ra để cho người mù đến với Chúa để được chữa lành. Nhưng mà đám đông và thậm chí các môn đồ ngăn trở người mù đến với Chúa. Họ không bao giờ có một cái sự đồng cảm rằng người mù này cần được chữa lành, người mù này cần được Chúa mở đôi mắt. Thầy tế lễ thấy người bị nạn nằm trên đường, đi luôn, không hề xúc động. Một cái đời sống keo kiệt, ích kỷ, vô tâm của chúng ta đối với những người chung quanh. Chúa nói rằng nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ,
thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Nếu không quan tâm anh em của mình để cầu thay cho họ, để điện thoại thăm hỏi họ, để thăm viếng họ, để giúp đỡ họ, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng vô cảm ở trong hội thánh của Chúa. Phần thứ hai, khá hơn một chút, đó là sống đồng cảm nửa vời. Chỉ vui với kẻ vui, nhưng không khóc với kẻ khóc. Đồng cảm với người mình thích, nhưng không có đồng cảm với cái người mình không thích. Ai có chuyện vui thì vui, nhưng mà ai có chuyện buồn thì không quan tâm. Chúng ta thấy cái đám đông từng tung hô Chúa khi Ngài vào thành Jerusalem, họ cầm cờ lao, họ tung hô Chúa, ngợi khen Chúa đủ thứ cả. Nhưng mà rồi cũng cái đám đông đó, mấy ngày sau thì họ đóng đinh hắn trên cây thập tự, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Lúc thì đồng cảm với Chúa, nhưng lúc thì vô cảm, muốn đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Chúa nói về cái người đầy tớ mắc nợ chủ rất là nhiều, và chủ rất là thương, đồng cảm với cái hoàn cảnh của đầy tớ đó, tha hết tất cả nợ rất là lớn, hàng trăm ta lăng. Nhưng người đầy tớ này đi về, thấy một cái người bạn nợ mình chỉ một đơn y e, thì vô cảm bắt người đó phải trả tiền cho mình, nếu không trả tiền thì bắt bỏ tù. Chúng ta đồng cảm với người này mà ai vô cảm với người kia. Chúa nói cũng có một câu chuyện người chủ mở một cái tiệc lớn để đãi tiệc, nhưng mà chỉ mời những người giàu có, những người có thể trả lại cho mình. Còn những người nghèo khó, họ không có gì trả, thôi đừng có mời. Vô cảm nửa vời, đồng cảm nửa vời. Rồi Chúa nói đến cái người giàu, vui mừng về của cải của mình, xây những cái lăng tẩm, xây những cái kho để có thể chứa của cải. Và bây giờ muốn phá vỡ nó đi để mà xây những cái kho lớn hơn để tiếp tục chứa của cải của mình, nhưng mà không có quan tâm đến những người nghèo khó. Người anh cả ở trong câu chuyện người con trai quan đàn có thể sống bình an vui vẻ trong gia đình của mình với cha, với tôi tớ, nhưng mà khi nghe tin cái thằng út nó trở về thì trong lòng không hề vui, và phân bì với cha là tại sao cha phải giết bọt con mập để đón một cái thằng con bất hiếu trở về. Bên này thì đồng cảm, mà bên kia thì vô cảm. Người Lê Vi thấy người bị nạn, đến gần xem, cũng thương, nhưng mà bỏ đi, không làm gì. Nó chỉ là đồng cảm nửa vời mà thôi. Khi mà Gióp bị hoạn nạn, các bạn của Gióp đến thấy sự hoạn nạn của Gióp tội quá. Các bạn ngồi với Gióp suốt 7 ngày đêm, không có nói một tiếng nào hết. Có vẻ như là những người bạn rất đau khổ, đồng cảm với Gióp. Nhưng mà sau 7 ngày đó, các bạn bắt đầu nói chuyện với nhau, bắt đầu phân tích, bắt đầu lôi ra và kết án bạn của mình là Gióp là người phạm tội với Chúa, cho nên bị Chúa phạt như vậy. Và những điều đó làm cho Gióp vô cùng đau đớn hơn nữa. Trước đó thì dường như là đồng cảm, nhưng sau thì vô cảm hoàn toàn, và làm cho Gióp đau khổ nhiều hơn. Chúng ta cũng nghe thầy Trí cũng có chia sẻ đó. Đôi khi chúng ta đến nhà thờ để thông công với anh em, nhưng mà đến nhà thờ không có chào hỏi ai hết, không có giao tiếp ai hết, chỉ mình biết mình mà thôi, thì như vậy có phải là thông công hay không? Có phải là vô cảm hay không? Hay là chỉ giao tiếp những người mình thích thôi, những người khác mình không biết? Cái đó là chúng ta phải coi lại. Nếu chỉ quan tâm những người mình thích, đó là đồng cảm nửa vời.
nghe một cái tin nào đó trong hội thánh của Chúa, trong anh em của mình, người bị tai nạn, người bị bệnh nằm bệnh viện, người phải mổ này kia cái nọ, nghe như vậy có thể xích xoa một chút rồi thôi, không có hành động gì cả, không có nhớ để cầu nguyện, không có gặp để thăm hỏi, đó cũng là đồng cảm nửa vời. Phần thứ ba, sống đồng cảm chân thành, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Đồng cảm là yêu thương, bày tỏ lòng quan tâm, sự thương xót anh em của mình. Ở trong Châm Ngôn khi nói về người nữ tài đức, người nữ tài đức này rất là tài và đức nữa, quán xuyến mọi việc ở trong gia đình của mình chu toàn. Nhưng mà Kinh Thánh nó sao? Nàng giơ tay ra đối với người nghèo khó. Nàng không chỉ quán xuyến công việc trong gia đình mà còn đưa tay ra để giúp đỡ những người nghèo khó nữa. David và Jonathan là một cái tình bạn tuyệt vời ở trong Kinh Thánh. Dù Jonathan là con của Saul và Saul căm thù David, tìm giết David. David và Jonathan kết ước với nhau. Và đến khi Jonathan ngã ở trong chướng trận thì David khóc than Jonathan như người ta khóc chính người yêu dấu của mình. David không hề muốn Saul phải chết, Jonathan phải chết, dầu rằng ông đã được sức giàu để làm vua, ông cũng không có muốn cái ngày ấy mau đến. Ông vẫn dành cho Saul một sự tôn trọng. Mà đến hồi Saul nằm xuống, Jonathan nằm xuống, ông tiếc thương những người anh hùng. Cái tấm lòng, cái tâm tánh đồng cảm của David khiến chúng ta cần phải học hỏi. Chúa Giêsu nghe tin Lazarơ chết mà Ngài nói với các môn đồ rằng ta đi đánh thức Lazarơ vì Lazarơ đương ngủ. Chúa biết rằng Lazarơ chết, nhưng mà với quyền năng của Chúa Ngài sẽ kêu Lazarơ sống lại. Nhưng mà khi đứng trước mộ Lazarơ, Ngài cảm động và Ngài khóc. Đức Chúa Giêsu khóc trước mộ Lazarơ và mọi người đều thấy và nói rằng ô Ngài yêu Lazarơ là giường nào. Dầu rằng một lát Ngài kêu Lazarơ sống lại, nhưng Ngài vẫn khóc trước sự qua đời của Lazarơ. Chúa Giêsu thấy người phun. Những người phun là những người mà người khác họ tránh xa, họ không dám lại gần vì sợ lây. Nhưng Chúa Giêsu đến rờ chạm vào người phun. Chưa bao giờ người phun được một người nào đó rờ chạm. Nhưng mà Chúa Giêsu đã rờ chạm vào người phun, đó là một cái điều mà người phun nhận được sự yên ủi nhất từ nơi Chúa trước khi được chữa lành. Chúng ta có rờ chạm đến anh em của mình hay không? Hay là chúng ta đứng từ xa? Người Samari nhân lành. Người Samari không có được người Do Thái coi trọng vì là dân tạp. Họ bị pha lộn với dân ngoại bang. Cho nên người Do Thái họ coi người Samari như là người ngoại quốc. Nhưng mà khi mà người Do Thái lâm nạn thì thầy tế lễ người Do Thái đi qua, thầy Lê Vi người Do Thái đến xem một chút rồi cũng đi luôn. Mà người Samari là người Do Thái không ưa, đến chăm sóc vết thương, sơ cứu, xong rồi đưa người bị nạn đến nghỉ ngơi ở tại một nhà trọ và đi công việc của mình rồi trở về trả mọi chi phí. Đó là một người đồng cảm. Tabitha, chúng ta học tuần rồi đó, thấy những người cùng khốn, những người phụ nữ quá bùa, nó nghèo khó, không có quần áo mặc, thì bà may cho họ. Mà ngày xưa không có, mà không có may máy đâu nghe, không có bằng máy may để may đâu, may bằng kim chỉ nè. Cắt vải và may bằng kim chỉ thủ công từng cái áo để mà tặng cho tất cả những người đàn bà quá nghèo khổ. Đô Ca làm tất cả những điều đó vì sự đồng cảm, thương cảm những người khó khăn ở quanh mình. Cho nên khi bà chết, bà nằm xuống
Phi-e-rơ đến thì không phải Phi-e-rơ đến để cầu nguyện cho bà sống lại đâu, chưa có ý định đó. Mà thấy những người phụ nữ họ đem những quần áo đến, họ nói rằng ô đây là quần áo mà Tabitha khi còn sống đã may cho. Tôi tin rằng Phi-e-rơ khóc khi thấy có hoàn cảnh như vậy. Ông đã cầu nguyện cho Tabitha được sống lại. Và sự sống lại của Tabitha trở thành một cái nguồn cảm hứng đưa rất là nhiều người đến với Chúa, và tin lành đã được đến ở tại thành Giô-bê. Chúng ta cần có một cái đầu lạnh, nhưng cần phải có một trái tim nóng. Một cái đầu lạnh là một cái đầu không có cần phải quan tâm đến những điều mà người ta nói gì về mình, bỏ ra ngoài tai tất cả những gì tổn thương mà người khác nói với mình, đừng bao giờ cay đắng một điều gì, đó là cái đầu lạnh. Nhưng mà phải có một cái trái tim nóng, tức là cái trái tim biết thổn thức, biết yêu thương, biết xúc động trước những hoàn cảnh của anh em mình. Chúa nói ở trong Phục Truyền đoạn 22 câu 1 câu 4: nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình đi lạc thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không có ở gần, ngươi không quen biết người thì phải dắt bò chiên đó vào nhà ngươi cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bấy giờ phải trả nó lại cho. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo sống hay là vật chi của anh em ngươi mắc mà ngươi xí được, chớ làm bộ không thấy. Nếu ngươi thấy lừa hay bò anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy, khá đỡ nó đứng dậy. Đừng có sống vô cảm trước những cái điều mình thấy, trước những cái hoạn nạn mình thấy. Mình phải đưa tay ra để giúp đỡ, dầu mình không quen biết người đó thế nào, mình vẫn làm, vì mình phải là người đồng cảm. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu thứ 8: ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu thương người này, yêu thương người khác, quan tâm người này, quan tâm người khác, mà không quan tâm những người trong gia đình của mình, thì đó là giả hình. Những người trong gia đình của mình chưa biết Chúa, mình không quan tâm, mà mình quan tâm đến những người khác, thì coi chừng mình đã vô cảm mà mình không biết. Trong gia đình của mình, anh em của mình ở trong hoàn cảnh khó khăn, mình không giúp đỡ, mà mình đi giúp đỡ ở đâu, coi chừng mình rơi vào cái tình trạng vô cảm. Đường lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em của chúng ta trong đức tin. Mỗi người phải quan tâm đến người khác và làm những điều tốt lành cho người khác, và nhất là cho anh em của chúng ta ở trong Chúa. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, Hebrew đoạn 13 câu 1. Lòng yêu thương phải cho thành thật, Roma đoạn 12 câu thứ 9. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Chúa cho chúng ta có điều kiện để có thể làm một điều gì đó cho anh em của mình, thì chớ từ chối để làm, để không làm cái điều đáng phải làm. Cho nên Chúa nói rằng cái điều lành mà không làm thì phạm tội. Cái điều mà chúng ta có thể làm được mà chúng ta không làm thì phạm tội với Chúa. Chúa nói với những người mà Chúa chia ra là giống như là chiên, bầy chiên, dê. Chúa nói vì các ngươi thấy ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta bệnh, các ngươi thăm ta ở tù, các ngươi viếng ta. Thì những người này nói rằng, ô Chúa ơi, chúng con có làm điều đó cho Chúa bao giờ đâu. Chúa nói không, các ngươi làm điều đó cho anh em của ta, tức là làm cho ta. Còn những người thấy những người khác đói không cho ăn, khát không cho uống, trần truồng không mặc cho, đau bệnh không thăm viếng, ở tù không, thì Chúa nói rằng hãy lui ra, ta không biết những người đó là ai. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta ở trong nhóm người nào, vô cảm hay là đồng cảm trước hoàn cảnh của anh em mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Không phải chỉ sống cho mình, mà phải sống cho anh em của mình. Luôn quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc người khác.
Nếu mình không có tiền, nếu mình không có điều kiện thì thăm hỏi, quan tâm, tư vấn. Và nếu Chúa cho mình có cái gì thì hỗ trợ theo khả năng thôi, chứ không phải là đòi hỏi nhiều. Nhưng mà một chút, một miếng khi đói nó bằng một gói khi no lận. Phải cùng chung vui với anh em khi anh em mình có điều vui, cùng sẻ chia anh em mình khi anh em mình có điều buồn. Đó là sống đồng cảm chân thành. Mỗi ngày chúng ta nghe tin rất là nhiều người chết vì chiến tranh, rồi tai nạn, rồi bệnh tật, rủi ro. Chúng ta có thấy động lòng hay không, hay là nghe nó bình thường giống như tin thời tiết á? Thời tiết thì bữa nay nắng, bữa nay mưa, rồi lúc nóng, lúc lạnh, bình thường, không có gì. Chúng ta có động lòng khi mà nghe những cái tin như vậy không? Khi nghe tin ai đó đau bệnh, mất mát, thương tích, tan chế, ta có cảm giác đau buồn, xót xa không? Nhưng mà đôi khi mình lại có một cái cảm giác hả dạ, nó kỳ như thế đó. Cái người đó mình không thích á, tự nhiên thấy nó sướng ở trong người thế nào á. Kinh khủng không? Con người mà nó kinh khủng không? Cái người mà mình không ưa, không thích, bữa đó bị tai nạn, đáng đời Chúa phạt. Chúng ta tệ như thế, mà chúng ta không thấy mình, Chúa cho mình là tốt. Khi quyên góp, cứu trợ bão lụt, cứu trợ dịch bệnh cho người dân, quyên góp hỗ trợ cho ai đó phẫu thuật mà không có tài chánh, không có đủ tiền đó, thì Hội Thánh tổ chức quyên góp. Thì những cái người mà dự phần á, thì sẵn lòng dự phần, không nói gì cả mà thậm chí vui vẻ dự phần. Còn có những người không có dự phần cái gì cả mà còn phê bình nữa. Hội Thánh gì mà quyên góp hoài, không bao giờ đụng đến cái túi tiền của mình hết. Túi tiền của mình nó vẫn nguyên, không có rớt ra một cái đồng nào hết. Nhưng mà chỉ có phê bình, chỉ có chỉ trích. Tại sao Hội Thánh cứ quyên tiền như thế? Chúng ta giống ông Giu-đa Iscariot rồi, phải không? Anh em mình có điều gì vui, mình có vui chung không? Có điều gì buồn, mình có chia sẻ hay không? Hay là dửng dưng? Đó là bệnh rồi. Vô cảm đó là bệnh rồi. Bệnh về tâm linh của mình. Ở trên Facebook, nếu anh em mình có đưa cái tin lên, đám cưới nè, mừng thọ nè, thôi nôi nè, sinh nhật nè, con cái thi đậu, thì là bạn bè mình cũng like vô một cái, cũng chúc mừng một cái cho anh em, họ vui. Nhưng mà thôi, không thích, ganh tị, không thích, không like, không chúc mừng, phải không? Rồi khi anh em mình họ có cái gì buồn, họ cũng đưa lên, ví dụ như là tai nạn, bị thương tích, phẫu thuật ở bệnh viện, hay là tan chế qua đời đâu, thì mình có vô để mà phân ưu hay không? Có vô để mà nâng đỡ, an ủi, hay là cầu thay hay không? Hay là không thích, không quen, để ngoài tai. Tôi rất cảm động khi thấy con cái Chúa họ đưa cái tin lễ tang lên. Có những người chẳng có quen biết gì hết á, mà họ cũng vô họ phân ưu. Tại sao? Bởi vì họ nghĩ là một con cái của Chúa, cho nên mình phải có trách nhiệm phân ưu, dầu mình không có quen biết gì hết. Mà cái thân quyến, tan quyến khi họ đọc những cái dòng chữ đó, họ được sự yên ủi nhiều lắm. Bây giờ mình có Zalo, mình kết bạn, tôi kết bạn mấy trăm người à. Đến cái sinh nhật ai đó nó hiện lên, nó bữa nay sinh nhật Nguyễn Văn A, thì nó có cái biểu tượng để chúc mừng sinh nhật, chỉ cần bấm vô một cái nó nhảy lên cái biểu tượng đó, chuyện đó nó làm dễ vô cùng. Nhưng mà cái đôi khi mình cũng chọn lựa ha, phải không? Có thích không? Bấm vô, không thích thì thôi cho qua, phải không? Mà khi cái người có sinh nhật đó mà họ thấy mình là cái người không thích mà lại chúc mừng sinh nhật, họ cảm động vô cùng, phải không? Mọi cái gì lăng tăng nó tan biến hết khi mình có thể giao tiếp với anh em mình, cả đến những người không thích. Có những người lâu lắm rồi mình không có quen biết, không có gặp gỡ gì hết, nhưng mà có cái tên đó mình chúc mừng sinh nhật, chỉ bấm vô cái biểu tượng, nó không có tốn bao nhiêu thời gian. Thế mà ở dưới họ viết lại một câu thiệt là dài, họ cảm ơn ô chú cha, họ nói rất là nhiều điều rất là cảm động. Mình làm được điều đó không?
Mình có cầu thay khi nghe những cái tin tức như vậy, mình có an ủi khích lệ anh em mình hay không? Hay là thích thì like, không thích thì thôi. Đi nhà thờ cũng vậy, mình có sẵn lòng mở lòng ra của mình đối với anh em của mình hay không? Bây giờ, mỗi một ngày có bao nhiêu người đi vào sự hư mất đời đời, chúng ta có vô cảm hay không? Tối hôm nay chúng ta truyền giảng tin lành, nhưng mà bây giờ cha chúng ta, mẹ chúng ta, anh em chúng ta, bà con chúng ta, bạn hữu chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta có bỏ qua hay không? Ồ, người đó khó tin Chúa lắm à. Ngót cái mặt dễ ghét quá, không tin Chúa nổi đâu. Thôi, không mời, phải không? Mình cứ mời chứ, chừng nào họ không đi kệ họ chứ, mình cứ mời. Mình trả nợ yêu thương mà, mình cứ mời chứ. Mà có những người mình nghĩ là khó tin Chúa à, nhưng mà lại tin Chúa à. Khi mà tôi đi xuống, tôi nhóm nhà của cô An Bình, hồi đó nhà cô An Bình thì ở cái Phú Trinh đây. Thì anh Đinh Văn Cường á, thì ở bên ngoài, lúc đó cũng say, say. Rồi mời vô ngồi nhóm, rồi chia sẻ lời Chúa, cái nọ thấy ông ở trong tình trạng không có tỉnh, say. Tôi nghĩ người này khó tin Chúa à, khó tin Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là quyền năng của Chúa. Kêu anh Đinh Văn Cường tin Chúa, thay đổi cuộc đời của anh. Bây giờ anh mạnh mẽ, có thể cô An Bình bây giờ không mạnh mẽ bằng đời sống của anh Đinh Văn Cường, phải không? Mà nếu mà mình vô cảm, mình nghĩ là người này Chúa không cứu đâu, mình không có quan tâm đến người đó, thì người đó làm sao có cơ hội được cứu. Cho nên tối hôm nay là một cơ hội để chúng ta bày tỏ cái tình cảm đối với những người thân yêu, những người cần đến với Chúa. Như vậy, qua những gì tôi nói, tôi là người đồng cảm hay là vô cảm? Có thể tôi nghĩ tôi là người đồng cảm, nhưng bây giờ tôi thấy đúng là vô cảm thật ạ. Cho nên mình phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thương xót mình, để ngập tràn tình yêu thương của Chúa trong mình, để mình có thể đối xử với anh em của mình như nhau, không có phân biệt đối xử người này người khác. Và ngay cả những người làm cho mình tổn thương lại là những người mình thương họ nhiều nhất, mình quan tâm đến họ nhiều nhất. Hãy sống yêu thương, đồng cảm, ngay thẳng, chân thật, không ganh tị, ghen ghét, không phân biệt đối xử. Hãy mặc lấy tâm tình của Đức Chúa Giê-xu, yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, hạ mình, vâng phục. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc một cách chân thành. Hãy yêu thương linh hồn tội nhân để đưa họ đến với Chúa. Tâm tình như vậy sẽ đẹp lòng Chúa và được Chúa dùng để đem lại sự tươi mát, sự chữa lành, sự hòa thuận cho người khác và tôn vinh danh Chúa trên đất. Hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Amen.